Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Đồng hành cùng trách nhiệm giúp trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật, kể từ năm 2015, công ty Việt Nam Access America đã đóng góp vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam của tổ chức Vina Capital Foundation VCF, qua đó giúp mở ra cuộc sống mới, khỏe mạnh hơn và tương lai tươi sáng hơn cho 50 em nhỏ. Những chuyến thăm hỏi tại bệnh viện không chỉ là dịp để các nhà tài trợ được gặp gỡ và hiểu thêm về hoàn cảnh của các em, mà những cuộc gặp gỡ này còn chứng minh rằng khi chúng ta đứng bên nhau, tất cả mọi thử thách đều có thể vượt qua. Mình hiểu được tâm trạng của một người mẹ là khi mà thấy con mình có được một cơ hội để có được một tương lai tốt hơn thì thật sự là rất là biết ơn. Mình cũng rất là biết ơn mình có thể là cái người mang lại được một nụ cười mới cho các mẹ nữa. Nên là thật sự là mong rằng các em sẽ mau hồi phục, mau chóng lớn lên, ăn mau khỏe mạnh và có thể tạo được một tương lai mới cho bản thân mình. Cuộc gặp gỡ giữa người trao và người nhận tạo nên những khoảnh khắc để mỗi người nhận thấy rằng mình không chỉ là cá thể riêng lẻ mà là một phần của cộng đồng rộng lớn hơn, nơi mà mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm và tạo nên những thay đổi tích cực cho cuộc sống. Em Nguyễn Thị Như Ý năm nay 8 tuổi, là con gái thứ hai trong một gia đình thuộc hộ nghèo ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Như Ý là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn cố gắng trong học tập. Tuy nhiên, dị tật hở hàm ếch khiến em không tránh khỏi những tổn thương tâm lý nặng nề. Những lời trêu ghẹo, những ánh nhìn chăm chọc từ bạn bè đã chôn sâu vào tâm hồn non nớt của em. Con rất là tự ti về gương mặt của con. Vì mấy bạn cười chê con không có mũi. Con bị tổn thương một thì người mẹ đau đến gấp trăm ngàn lần. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến người thân trong gia đình mất đi, hiện nay chị Nguyễn Thị Cẩm Tú đang phải một mình nuôi hai con nhỏ. Với công việc làm phục vụ nhà hàng, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Rảnh rỗi, chị làm thêm công việc gia công tại nhà để có thêm đồng ra đồng vô. Thương con sớm chịu thiệt thòi, người mẹ này cố gắng làm lụng để đảm bảo cuộc sống cho các con. Nhưng để Như Ý được phẫu thuật là một thử thách không hề nhỏ so với khả năng kinh tế của gia đình. Đúng rồi. Bé ta. Bé cũng có sắc màu chưa? Bé đi học thì nó hơi bị tự ti. Lúc học mầm non thì nó hay lấy cái tay che mũi lại. Nhưng mà em không để ý, cái lần sau em mới hỏi sao con làm vậy. Thì nó là bạn cười con, tại vì con không có mũi giống như bạn. Em cảm thấy là mình mang con tới mà không có cho con được lành lặn để con một mình đối chọi với những cái lời đó thì cũng em rất là buồn. Câu chuyện của gia đình Như Ý là một trong hàng ngàn câu chuyện về những trẻ em mồ côi hậu Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em không chỉ phải đối mặt với nỗi đau mất mát người thân mà còn phải vật lộn với những khó khăn về kinh tế, sức khỏe và tâm lý. Đồng hành cùng với những hoàn cảnh khó khăn, chương trình Yêu Thương Nâng Bước Caterize được thực hiện bởi Vina Capital Foundation VCF và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bệnh viện đã tạo cơ hội cho hàng ngàn em nhỏ được khám sức khỏe thể chất và tâm lý. Qua đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Như Ý đã được tiếp nhận và giúp đỡ. Thì hôm nay thay mặt đoàn của tổ chức Vina Capital Foundation với lại bên huyện đoàn Bình Chánh có tới thăm gia đình mình, thì tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, tình hình của bé,
thì như trao đổi với lại các bác ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì cũng đã đưa ra được cái lộ trình điều trị cho bé, thì hy vọng là sự hợp tác của gia đình theo sát bé để hỗ trợ bé được tốt hơn, cải thiện hơn qua những cái đợt điều trị của bệnh viện, của bên các tổ chức như bên Hoàng Đài và Bình Chánh, hỗ trợ cho bé có một cái tương lai nó tốt hơn, cuộc sống của bé nó được tốt hơn. Dị tật hở hàm ếch của Như Ý được đánh giá là khá phức tạp. Để có thể trả lại cho em nụ cười tự tin, quá trình điều trị sẽ phải kéo dài. Nhưng với tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành từ cộng đồng và trên hết là ý chí kiên cường của cô gái nhỏ, em sẽ mau chóng lấy lại ngoại hình rạng rỡ và sẽ trở lại là một cô bé vui tươi, hạnh phúc. Trong các cái trường hợp về dị tật khe hở môi vòm, đặc biệt là các khe hở môi hai bên giống như trường hợp của bé Như Ý, thì cái tình trạng mà lệch lạc mũi là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và cái lệch lạc này nhiều hay ít là tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của cái khe hở. Thì đối với trường hợp bé Như Ý, theo đánh giá và những hình ảnh ban đầu sơ bộ mà gia đình cung cấp thì bác cho đây là mỗi trường hợp khá là nặng, bởi vì cái khe hở quá rộng cho nên cái phần cánh mũi cấu trúc nó bị thay đổi hoàn toàn và hầu như hiện tại không có cấu trúc sừng mũi. Do đó là cái phần cánh mũi mình chỉ đóng lại và tạo thành được hai lỗ mũi, nhưng cái phần sống mũi hầu như không có. Và thêm nữa là cái nền xương hàm trên nó quá thấp, như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là khi mà cái khung xương hàm trên không có, nó cũng làm cho cánh mũi nó bị xẹp xuống hẳn. Trong cái quá trình điều trị sẽ cố gắng mình đưa lại cái khung xương cho nó có thể phát triển ra phía trước nhiều hơn một xíu, thì trong cái quá trình mà mình tái tạo về thẩm mỹ sau này cho cánh mũi thì nó sẽ đỡ ổn định hơn về cái mặt, về cái kết quả của mình. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp ban ngành địa phương, các đối tác và nhà tài trợ, chương trình Yêu Thương Nâng Bước của VCF đã mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe và tâm lý cho hàng ngàn em nhỏ mồ côi và khó khăn hậu Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, để các em có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc bên cạnh người thân và trở thành một công dân có ích cho xã hội. Trong năm 2023, thì Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự tài trợ của Vina Capital Foundation thì chúng tôi đã thực hiện tiến hành khám sức khỏe cho các bé mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 2020-2021. Và chúng tôi đã thực hiện khám được trên 3.000 trường hợp các em bé ở các quận huyện ở xung quanh và chịu ảnh hưởng nhiều do dịch đại dịch Covid. Ngoài cái việc mà chúng ta phát hiện sớm những em bé cũng như là tiềm ẩn mà không được phát hiện ra, thì chúng ta cũng đưa được một cánh tay giãn nối dài khỏi cái bệnh viện đến tận những em bé mà có điều kiện khó khăn mà không được cơ hội đến bệnh viện để được chăm sóc và điều trị. Và chúng tôi sẽ hoạt động những cái này, sẽ phối hợp thường xuyên hơn với Vinacapital cũng như là các cái công tác xã hội để giúp những em bé khác trong cái thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong khu vực phía Nam nói chung được chăm sóc và điều trị tốt hơn. Những trẻ em hở hàm ếch có cuộc sống khó khăn đầy tự ti, nhưng khuyết điểm trên cơ thể không lấy đi mất tiềm năng và sức sống của các em. Như Ý và bao trẻ em có hoàn cảnh tương tự vẫn có thể học cách mỉm cười và đối diện với những thử thách bằng trái tim chiến binh mạnh mẽ. Việc thiếu trang thiết bị y tế sơ sinh thiết yếu tại các bệnh viện, các cơ sở y tế là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh, đồng thời làm tăng tỷ lệ chuyển tuyến, gây ra tình trạng quá tải. Tại khoa ngoại chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế huyện An Lão, tỉnh Bình Định, hàng năm trung bình tiếp nhận khoảng 450 ca sản phụ. Bên cạnh những khó khăn về nhân lực, vấn đề về trang thiết bị y tế cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc điều trị bệnh. Nói về cái trang thiết bị y tế mà phục vụ cho công tác chăm sóc cũng như cấp cứu trẻ sơ sinh ở An Lão thì hiện tại rất là thiếu thốn. Đơn vị chúng tôi thì chỉ có một cái máy hút dịch trẻ em, một cái âm bô bóp bóng trẻ em, một cái đèn chiếu vàng da, một cái máy sưởi, thì với lại là các cái bộ một bộ nội đặt nội khí quản. Cho nên thì về trang thiết bị cấp cứu cho nhi sơ sinh thì rất là thiếu thốn.
kết hợp với những thách thức về địa lý, nghèo đói và thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ vẫn ở mức cao ở những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Để góp phần giải quyết khó khăn này, tháng 7 vừa qua, chương trình nâng niu sự sống của tổ chức Vina Capital Foundation đã tài trợ nhiều trang thiết bị cấp cứu sơ sinh cho Trung tâm Y tế huyện An Lão với tổng giá trị là 220 triệu đồng. Vào tháng 4 năm 2023, chúng tôi đã đến đây để khảo sát lần đầu tiên và chúng tôi đã cảm thấy là Trung tâm huyện An Lão vẫn còn thiếu rất nhiều những trang thiết bị cho cái việc cấp cứu và hồi sức cho các bé sơ sinh, đặc biệt là trẻ em được sinh ra trên địa bàn huyện An Lão. Và do đó là chúng tôi đã tiến hành những chiến dịch kêu gọi cái sự hỗ trợ từ các cộng đồng và trong đó có cộng đồng người dùng Momo. Thì nhờ có sự chung tay của cộng đồng mà chúng tôi đã có thể trao tặng được các thiết bị y tế cho Trung tâm An Lão. Chắc chắn rằng là thời gian tới thì cái việc điều trị chuyên sâu về cái nhi sơ sinh đó, cũng như là cái tình trạng vàng da sơ sinh thì chắc chắn là sẽ có một bước phát triển mới. Tại vì chúng tôi sẽ càng làm thì chúng sẽ càng có nhiều kinh nghiệm hơn, sử dụng các cái trang thiết bị một cách hiệu quả hơn, và bên cạnh đó thì cũng sẽ có cái vấn đề tăng cường công tác đào tạo liên tục để mà nâng cao cái kỹ năng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ở đây. Nhận thức còn hạn chế trong việc điều trị bệnh của người dân tộc thiểu số là một thách thức lớn trong nhiệm vụ nâng cao sức khỏe cộng đồng. Người dân tộc thiểu số thường có xu hướng sử dụng các phương pháp dân gian truyền thống để chữa bệnh. Vấn đề di chuyển khó khăn, tốn kém chi phí cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế người dân tìm đến các cơ sở y tế chính thống. Những điều này đã dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc như trường hợp của chị Đinh Thị Hương, người dân tộc Hờ Rây. Chị vừa là vợ vừa là mẹ trong một gia đình nghèo quanh năm lam lũ với nghề nông và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là trẻ sau sinh. Đây là một phần lý do khiến một trong những đứa con của chị đã mãi mãi ra đi trong độ tuổi quá nhỏ. Nỗi đau mất con dần nguôi ngoai, một lần nữa chị có cơ hội được làm mẹ. Chưa hết mừng vui thì chị đón nhận thông tin con bị vàng da, phải được điều trị nhanh chóng. Vàng da là một căn bệnh khá phổ biến đối với trẻ sơ sinh, tuy nhiên lại vô cùng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời. Điều trị vàng da đòi hỏi phải có thiết bị chiếu đèn chuyên dụng và rất may mắn, thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện An Lão đã được tài trợ các thiết bị cần thiết để giúp em nhanh chóng cải thiện sức khỏe và trở về với gian nhà ấm áp trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Bây giờ bé được 2 tháng tuổi rồi, chị cũng khỏe rồi, bú cũng tốt rồi. Sự hợp sức từ cộng đồng, sự tận tâm của các y bác sĩ cùng sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền đang giúp nâng cao nhận thức trong việc điều trị bệnh của người dân ở những vùng sâu, vùng xa. Nụ cười trẻ thơ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui là những hình ảnh sống động, biểu tượng cho sức mạnh diệu kỳ của sự chung tay và lòng nhân ái. Cười cười ở yên cười cư cụ kỳ cư ở yên ai chị bút có yên ai cơ ai chị bố của ai cười chị kênh có ai lùi cười kỳ cười thì ở cười bề. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nói Cách Yêu Thương xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14 E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.